hai đứa về bển. Biết là hôm nay hai thôi. Trời ơi, cái đây là cái chương trình về an toàn giao thông. Tự nhiên cái ra sân khấu đi biểu diễn thời trang catwalk các kiểu, biết hôm nay là mặc đồ rất là tươi ha, rất là nổi ha. Không hẹn mà gặp luôn đó anh. Ủa vậy luôn hả? Dạ. Có duyên với nhau. Là một đội không hẹn mà gặp, mặc áo đỏ, mặc quần đen. Đúng. Đâu có ai như đội bên kia anh. Ủa thì bên đây người ta cũng có ý đồ đúng không em? Đúng rồi, ý đồ của mình là gì nói đi em? À, dạ thật ra là trước khi tới đây thì anh Dũng Mino có mặc cái bộ đồ jean giống em. Em thấy là giống như có duyên. Ừ. Thì khi mà ảnh ra anh cảm nhận cái không khí nóng quá thì anh vào anh thay một cái bộ đồ. Thì giống như là đội của em không còn liên quan gì tới nhau nữa. Quý vị thân mến, hồi nãy giờ chúng em có một cuộc hội thảo nhẹ về gia đình, nó hơi lủng củng. Bây giờ sẽ là màn chào hỏi về lời nói ha. Nãy giờ là hình ảnh rồi. Rồi xin mời đội của Dũng Bino. Em xin chào tất cả mọi người, chào Minsu, chào đội chơi. Em tên là Trịnh Bảo Châu, năm nay em 22 tuổi. Nghề tay trái của em là một designer và em hiện đang là một diễn viên. Wow, cảm ơn Châu đã đến với chương trình. Còn em, Dũng. Xin chào mọi người, mình là Dũng Bino. Ngày hôm nay biết là chương trình của chúng ta sẽ thiên về những cái kiến thức về giao thông. Thế nên tối hôm qua Dũng đã ngồi nhà và ngồi cả đêm để tìm tất cả những kiến thức về biển báo. Thứ là hôm nay chỉ để mong ngóng làm sao mà để có thể diệt sạch tất cả các câu hỏi chương trình ngày hôm nay. Phải là gọi là diệt sạch luôn hả? Biết tuốt luôn. Biết tuốt à? Yes. Đội này tinh thần đầy đủ. Bên đây, quay qua bên đây. Nào, chào mọi người, xin mời. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dê Dê Nhật Hạ và đây là bạn chơi của mình. Là Khắc Tùng. À, ngày hôm nay Hạ và Tùng đã rất là sẵn sàng để tham gia Về Nhà Đi Anh. Mình là Nhật Hạ, không hay la cà, chỉ thích ở nhà. Nhưng riêng hôm nay mình sẽ la cà để học biển báo tham gia Về Nhà Đi Anh. Hay quá. Chỉ riêng hôm nay thôi hả? À không, hôm nay và nhiều hôm khác nữa. Ừ, nếu như mà chúng ta có những cái cơ hội được học hỏi những cái điều hay thì những em show đúng không? Còn Tùng ngày hôm nay sao em nói ít quá? Hình như Hạ nói nhiều hơn rồi đúng không? Em dạ, bị đúng. Sợ Hạ hả em hả? Dạ đúng rồi, em chim vô không kịp luôn. Cái độ như thế là đã thấy không có gì đoàn kết rồi. Ừ, không, chưa gì là thấy chưa có hợp. Đúng rồi, đúng không? Dù là cái chắc